sao vậy? Cám ơi, cám có trôi nè, lấy không? Cho còn đòi gì nữa trời. Cầm mình nữa. Báo cáo cho anh Đạt nhé, con đầu tiên vừa mới xuống cần luôn. Họ cắm đi ra khỏi lỗ nha, rồi đi về đi. Bắt được là phải về nhá. Vậy không thì trời. Mắc cọc cả anh. Đang nằm ngoài đó một cặp. Ý là thấy cái cành cứ đứng yên nè. Treo mà. Hoa bằng khè luôn, khiếp. Mới xuống cần con thứ hai. Nửa đò luôn. Rồi đi câu mà mất cả dép luôn. Chạy rớt dép. Không không anh Đạt, à anh Thành. Câu được thì vớt được chứ. Vớt đâu chia đâu đúng không? Má đất thì trời mà. Không rồi. Cả nó kéo như rất dép. Rồi có khoe không? Thôi ngày cao đây. Qua đò rồi. Cá một suất cho anh Tuấn. Tám ký. Ok. Tiếp tục lên cả. Tiếp tục báo cáo cho anh trai. Họ vừa xuống gần 5 phút. Con thứ 3. Cái cho báo con vừa mới lên đó, vừa lên chờ giờ lắm. Báo con này mặc cái áo nhìn hợp với cái dù chứ trời. Màu giống nhau á. Ok, vào cá một suất. Rồi cá của thằng đó. Năm kỳ dưới. Tiếp tục báo cá. Có khoe không anh?
Thật không? Hen trắng 50k. Rồi cái hàng này em hay bấm khen lắm mà. Rồi, ok. Tiếp tục báo cáo. Ok, tiếp tục. Ăn như một cái máy luôn. Hay quá anh ơi. Tiếp tục lên cá. Tiếp tục báo cá cho ông anh. Vừa lên em đó giờ em nữa. Báo cá cho chương trình. Có khỏe không? Tết khoen rồi. Con thứ ba cho chương trình nha. Ta lớn nó bún rồi. Đây xem mà. Cá vừa mới thả lên luôn nha anh em ơi. Vừa mới xuống gần luôn chưa kịp ra vợ đang quay quay đó rồi. Nhớ kèm cái dây đe được cái đỏ xuống không đó có con nè. Ta lại cái này một đàn đấy, lại cái giấy buộc cái đỏ này, ta lại chặn dầm nó lại á. Đợi xíu, đợi xíu. Thả rắn. Bắt quen bắt được không thôi? Đó. Bắt quen bắt đi. Ủa mau bắt được đâu? Thọt giờ nó mục thôi, mục nó đi. Đó. Rồi, thả qua bên kia. Thả rắn luôn à? Ừ. Thả đấy hả? Ừ. Bơi đông ai không? Không, thả đông ai. Đó, ok. Hết luôn hả? Còn nhiều lắm. Nhiều bắt hết luôn hả? Cọc thứ hai. Nay là ngày đóng con ai được. Ờ thì quá được 7 con nữa cha. Kéo lại đi. Cái gì kìa? Kéo lại. Vây nữa kìa. Là giờ nó bắt kiểu dê nhá. Lô. Một cái.
Okay. Em đừng bóc ổ khóa nhé. Ừ. Má ăn nhiều vậy, má mua nước. Không. Thả hết luôn. Món nhiều thật đó. Thả hết nó ngồi. Cho anh một tí. Đẹp ra luôn, thả mát tay. Hơn trăm ký. Có thấy chưa? Phá giờ thả thì mười mấy sọt rồi đó. Đó. Cái sọt nào sọt vậy. Okay. Hết luôn. Này này được không ạ? Về 150 ký á. Thấy chưa? Thấy rồi. Rồi. Bye bye. Báo cá một suất cho anh Tuấn. Câu cá còn trả lại cá cho chủ hồ để ra ngoài. Báo cá cho anh Nam. Cân này hay cân kia? Nó cân này cũng được anh. Con trôi này về hấp ai? Trôi bự á. Rồi. Thu được làm một khúc rồi. Trời ơi, quá trời con bự không? Con trôi thành nào? Bự như vậy. Ừ. Nhìn lại tới. Con này 2 kg mấy hả? Tao mất 1 con vậy này chứ không. Con quen rồi đúng không? Ừ. Ok, 10 ký tròn. Báo cá cho anh Nam.
năm nhiều hơn đúng không? Thêm một suất của anh Nam. Rồi 11 ký rưỡi.